Không phải lúc nào cũng là những thỏi son đỏ. Bây giờ đây bạn cũng có thể thêm cho mình những màu sắc mới, mộng mơ, gỗ hồng hoặc là nâu vào bộ sưu tập son của mình. Thì mới đây nhất, son Pháp Rouge vừa cho ra mắt một bộ sưu tập có tên là Nude by Rouge. Và cũng như mọi khi, chúng có lớp vỏ màu vàng lấy cảm hứng từ cổ điển. Và trên đầu của thỏi son có chữ RA tượng trưng cho là Rouge, tên của thương hiệu. Bốn thỏi son này được lấy cảm hứng từ bốn cô người mẫu của Rouge. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu swatch từng từng màu một nhé. À, còn một điều quan trọng nữa, trước khi mình bắt đầu, các bạn hãy nhớ like và subscribe channel của mình nhé. Màu đầu tiên mình swatch có tên là Le Rouge Andrew. Màu này là màu của gỗ cẩm lai. Ấn tượng đầu tiên của mình khi apply son môi này là chất son màu mờ kem rất là thoải mái. Nó đem lại cho mình một kết thúc rất là mịn trên môi của mình. Đặc biệt, thỏi son này không làm cho mình cảm giác bị khô môi hoặc sần sùi môi của mình. Màu này rất là dễ mang, bạn không cần phải trang điểm để sử dụng cái màu này, tại vì nó phù hợp với những cái make up đơn giản hoặc là không make up. Màu tiếp theo mình swatch có tên là Le Rouge Clara. Màu này là màu nude đỏ gạch. Mình cảm thấy màu này rất là phù hợp cho những buổi tiệc lãng mạn. Và màu này sẽ là một trong những màu yêu thích của mình trong bộ sưu tập này. Màu này không kén tông da đâu nhé. Nếu như da của bạn càng tối thì sử dụng màu này càng đẹp. Màu tiếp theo mình swatch có tên là Le Rouge Alice. Màu này là màu của quả mơ. Nó rất là phù hợp với những cô bạn có làn da sáng và dễ sử dụng. Bạn có thể sử dụng màu son này hàng ngày hoặc là không cần sử dụng make up. Và nó cũng rất là phù hợp đối với những bạn nào mà có cá tính nhí nhảnh dễ thương, thì đây là một màu rất là phù hợp với bạn. Màu cuối cùng mình swatch cũng là màu mà mình yêu thích nhất trong bộ sưu tập này, đó là Le Rouge Laurel. Màu này là màu nude hạt dẻ và rất là phù hợp với những kiểu make up tây. Và đối với những bạn nào có cá tính mạnh mẽ muốn khẳng định mình với những thỏi son nude thì đây là thỏi son phù hợp nhất đối với bạn. Màu son nude hạt dẻ. Và đó là tất cả bốn màu nude trong bộ sưu tập Nude by Rouge. Thì hãy để lại comment bên dưới là màu son nude nào là yêu thích của bạn nhất nhé. Và đừng quên like và subscribe channel của mình để cập nhật những video tiếp theo. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!